điều Lưu từng nói là động vật sinh ra từ người làm việc xấu. Người làm việc xấu sẽ đầu thai làm động vật sinh ra để trả nghiệp nợ của nó. Chúng ta lại lấy cuộc sống của nó để chơi. Giả sử nhé, sử dụng từ chơi nghĩa là câu cá không phải vì mục đích khách quan gì đó, mà câu lên chỉ để cho vui. Câu được đem đi phân phát, có nghĩa là đem nó ra mua vui như vậy. Chính vì vậy, những vong hồn này sẽ liên kết nghiệp với những người đã gây ảnh hưởng đến họ, cũng đòi nợ lại cuộc đời giống nhau. Thật sự thì vong hồn sẽ có vong hồn tốt và vong hồn xấu. Có vong hồn giúp đỡ hỗ trợ hay vong hồn xấu. Thì cũng có một số vong hồn thù hận con người, một số vong hồn lại chờ đợi một người nào đó để thay thế chúng ta đến thế mạng để được luân hồi. Một ngày nọ, có một người đàn ông đi câu cá ở trong một cái đầm. Đi câu cá xong, quay trở về nhà thì vào đêm hôm đó mơ thấy một người phụ nữ rủ đến ở cùng nhau. Người phụ nữ này có đặc điểm trông đen đen và tóc đen. Người đàn ông này trong mơ trả lời là không đi, không thích người da đen, không đi, không thích đến ở cùng, giống như kinh tởm người phụ nữ đó. Khi tỉnh dậy một ngày khác, anh ta quay lại đầm đó thêm một lần nữa. Anh ta dùng thuyền đi ra đầm, đi cùng với đứa em, đi ra đến giữa đầm luôn. Tự nhiên không biết xảy ra cái gì làm thuyền bị thủng, rồi nước tràn vào trong thuyền, làm cho thuyền chìm dần. Rồi bất ngờ là người đàn ông này đang bơi vào, sắp đến bờ rồi, thì tự nhiên bản thân anh ta giống như là đang bị ai kéo chìm xuống dưới đầm, giống như là bị kéo mạnh chìm xuống nước, rồi biến mất luôn, sau đó tử vong luôn. Ảnh này là ảnh mà anh ta dựng máy tự chụp để tôi chỉ cho xem. Nhìn sơ qua sẽ thấy không có gì, dựng máy chụp ảnh bắt cá xong rồi, đang bình thường thì nhìn giống như có cái đầu của một người, rồi có tóc dài. Nhìn kỹ ở vị trí tay tôi chỉ nhé. Và một bức ảnh nữa, cái này sẽ hơi kỳ lạ một chút. Nó giống như có một bàn tay nhỏ ở chỗ này, là bàn tay có vòng tay. Tay này không biết của con trai hay con gái, nhưng đầu là đầu phụ nữ. Bàn tay này hiện ra ở bên cạnh chân. Mọi người đều tin chắc rằng đó là vong hồn của một ai đó ngự ở trong đầm này, đến lấy mạng sống của người đàn ông này đi. Hôm nay, em gái của người đàn ông này sẽ đến kể lại mọi chuyện cho chúng ta nghe, xem chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô ấy. Hãy tập trung xem nhé, cùng gặp gỡ cô đò nát, em gái của người đã mất. Các bạn đang xem video trên kênh Peter TV, Tâm Linh Thái Lan. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Em đo nát phải không? Vâng. Em ở tỉnh nào? Ở tỉnh Na Không Rác Chả Si Ma. Vậy chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé. Anh trai của em tên gì? Tên thường gọi là Nát. Tên anh ấy là Nát? Vâng. Thân thiết với nhau không? Thân thiết. Thân thiết từ khi còn nhỏ vì lớn cùng nhau. Gia đình có bao nhiêu người? Có anh trai lớn, em ở giữa. Anh trai bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Vậy người đã mất là? Anh trai. Anh trai lớn. Vâng. Em ở giữa. Vâng. Em bao nhiêu tuổi? 28 tuổi. Rồi có một người nữa. Vâng. Người em bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Vậy chúng ta vào câu chuyện luôn. Em hãy giúp kể lại sự việc ngày hôm đó mà anh trai em gặp ma ở đầm lầy nó là như thế nào? Tức là ngày đó anh trai đi câu cá, anh là người rất thích đi câu. Anh ấy đi vào đầm nước ở trong làng. Cái đầm đó hơi lớn, anh ấy đi câu được một con cá lóc bông to. Rồi anh ấy mang con cá về nhà. Mang về, qua một ngày, thì anh trai mơ thấy là có một người phụ nữ, người đen và hơi xấu xí, họ nói rằng sẽ đến bắt anh trai đến ở cùng. Anh trai mới trả lời là không đi, vì người phụ nữ đó xấu xí. Nhưng mà anh trai chỉ kể cho một mình vợ nghe.
Vào một ngày sau đó nữa, mẹ cũng mơ thấy là anh trai. Chết đuối. Rồi ngày thứ hai, anh trai lại đi câu cá, giống như rủ các em trong làng cùng đi. Có vợ đi cùng và thêm ba người em nữa. Đi đến đầm thì có thuyền độc mộc. Đứa em khoảng 18 tuổi cùng lên thuyền với anh trai. Thì anh trai thấy một đàn cá lóc bông, giống như chèo ra để chờ nó, chèo ra giữa đầm. Một đàn cá lóc bông thì nghĩa là có. Vâng. Có rất nhiều con. Vâng. Anh trai thấy cho nên anh ấy xuống thuyền rồi chở nhau đi. Đi đến giữa đầm, kiểu như là thuyền bị nước tràn vào. Thuyền bị thủng. Vâng, bị thủng và rồi chìm. Nên anh ấy bơi vào. Nhưng đứa em 18 tuổi, em ấy bơi vượt qua, sắp vào đến bờ thì quay lại nhìn anh trai, thấy anh trai cũng gần đến giống mình, nên em ấy lên bờ, nhưng anh trai còn cách bờ khoảng 1 mét. Giống như bị chìm rồi nổi lên lại, xong chìm xuống hẳn luôn. Em trai cũng ngạc nhiên, nên em ấy quay lại một lần nữa, lặn xuống tìm nhưng không thấy. Giống như đang bơi thì chìm vào trong nước rồi biến mất luôn phải không? Vâng. Rồi sau đó tử vong luôn thì mới tìm được thi thể. Vâng. Đúng không? Sự việc xảy ra như vậy. Vâng. Tình trạng thi thể như thế nào? Lúc đưa lên, nhìn mặt hơi nhợt nhạt, kiểu như nhìn vào là biết không qua khỏi rồi. Người trong gia đình và bản thân em cảm thấy thế nào khi mất anh trai trong tình huống như vậy? Mẹ không chấp nhận được. Mẹ rất sốc. Tôi đoán rằng mẹ sẽ phải rất kinh ngạc. Vâng. Bởi vì trước khi xảy ra sự việc mẹ đã mơ thấy mà. Vâng. Mẹ đã từng mơ thấy trước đó. Mơ thấy trước đúng một ngày. Ok, bây giờ tôi đã rõ rồi. Đi đầm nước, vào giấc mơ, tử vong. Sau cái chết của anh trai thì em có đi tìm hiểu xem đầm này có sự tích gì hay không? Chắc phải có cái gì xảy ra với anh trai mình đúng không? Là mẹ. Mẹ xem như thế nào? Mẹ là người đi xem. Có một bà lên đồng, họ giúp xem cho. Anh trai chưa tới số phải chết. Không nên phải chết. Vâng. Nhưng mà bị cái gì đó nên chết trước. Vâng. Kiểu như không đi, không quay trở lại đó thì sẽ không chết. Họ bảo như vậy. Có đi tìm hiểu xem người phụ nữ trong giấc mơ là ai và thật sự có họ hay không? Có người kể rằng có đứa trẻ và người phụ nữ chết trước đó ở đây. Đứa trẻ chết trước, rồi đến người phụ nữ chết, và rồi cuối cùng đến anh trai. Một năm một lần, mỗi năm một người. Từ thông tin mà gia đình cho biết, càng khẳng định rằng anh trai của cô Donat có thể chết vì vong hồn cần có người để thế mạng. Vậy ai là người phát hiện ra điều kỳ lạ trong ảnh? Anh trai là người gửi cho vợ rồi vợ đăng lên Facebook. Đăng lên Facebook xong rồi thì họ thấy. Vâng, trên Facebook thấy. Họ xem với nhau. Rồi Donat là người đầu tiên thấy là ở phía sau có người ngồi, nên nghĩ anh đi với ai. Hỏi em ở trong nhà thì nói anh đi một mình. Đây là vong hồn xấu xí mà rủ anh trai làm người yêu. Vâng, rủ đi ở cùng. Đúng không? Vâng. Em nghĩ là đúng. Vâng. Cái này là ma. Vâng. Rồi đây là tay của vong hồn sao? Vâng. Là cánh tay nhỏ mà mang vòng tay. Vâng, thấy có vòng tay ở đó. Vậy em Donat có nghĩ trong lòng rằng vong hồn này đến bắt anh trai của mình? Nghĩ là vậy, vì thấy trong ảnh. Nhìn ảnh tôi cũng sốc, cảm giác thật đáng sợ. Em có cắt ghép không vậy? Không có. Không có. Anh trai là người dựng máy tự chụp. Thật sao? Vâng. Lúc đó anh ấy chụp bao nhiêu bức ảnh? Anh ấy chụp khoảng 3 bức ảnh. Đây là 2 trong 3 ảnh đúng không? Vâng. Vậy ảnh còn lại có gì không? Không có gì. Ok. Được rồi nhé em Donat, vậy hôm nay đến đây em muốn chúng tôi giúp gì? Muốn biết là anh trai vẫn còn ở đó hay không, và có phải thực sự do vong hồn bắt anh trai đi không? Vong nữ rủ đi. Vâng. 2 vấn đề. Ok. Xin phép mời anh Lưu ngoại cảm vào cùng trò chuyện với chúng tôi. Từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời và gia đình, cô Nát cha và cậu Am Nát. Cô Nát cha là người tham vọng và xem việc xây dựng tương lai là nền tảng. Có nghĩa là liên quan đến vấn đề tiền tài. Và có sự nhớ nhung về người đã ra đi.
ngay trong số nhà mà cô ấy đang ở. Về phần cậu Amnath là người khá căng thẳng, là người hay cất giấu cảm xúc. Và người này có lẽ đã không còn nữa. Nhưng điều đã xảy ra là nếu anh ta không làm tổn thương chính mình thì cũng bắt nguồn từ nghiệp mà anh ta đã làm với động vật. Anh thấy trong cuốn sổ này, nó giống như con sông nhỏ và có nhiều luồng cỏ. Nếu như người này đã chết rồi, cũng sẽ chỉ ở trong khu vực luồng cỏ gần sông mà thôi. Nên không biết rằng anh ta đã gây ra nghiệp chướng gì với đời sống động vật. Các bạn đang xem video trên kênh Peter TV, Tâm Linh Thái Lan. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Người đầu tiên là cô Nát Cha. Người này chỉ nghĩ đến chuyện tương lai và tiền tài. Sinh ngày 28 tháng 12. 28 cộng 12 bằng 40. Nhớ nhung về người đã ra đi. Số 4 nghĩa là cái chết, có nghĩa là trong lòng người tên Nát Cha này có chuyện về người đã khuất. Tiếp theo là cậu Amnath. Người này sinh ngày 6, là người khá căng thẳng và suy nghĩ nhiều. Ngày 6 tháng 8, 6 cộng 8 bằng 14. Cũng là con số của cái chết như nhau, nên thắc mắc rằng người tên Amnath này là người mà cô Nát Cha nhớ đến phải không? Vì lúc nãy số tổng của em là 40 và người này là 14. Nếu người này không còn nữa rồi, điều mà tôi đã nói là một là chết do tự làm hại bản thân không, hay có người khác đến làm hại cậu ấy dẫn đến phải chết. Nhưng mà điều tôi thấy sâu xa hơn là người này có liên quan đến luật nhân quả. Nên tôi không biết là cậu ấy có gây nghiệp gì liên quan đến động vật hay không. Nhưng mà hình ảnh tôi thấy tiếp theo là điều rất kỳ lạ, đó là lúc tôi đứng đọc thì tôi thấy có lùm cỏ, rồi có nước, rồi thấy có người nằm chết ở dưới lùm cỏ hay là ở dưới nước. Nhưng chỉ không biết là có phải là cùng một người với người đã thấy hay không. Quần thì giống như quần jean. Đó là tất cả những điều tôi thấy. Anh Lưu cùng ngồi nghe phỏng vấn chung à? Tôi ngạc nhiên quá thưa quý vị khán giả. Lúc chúng tôi phỏng vấn anh Lưu ở đâu? Ở trong phòng trang điểm. Phòng trang điểm các anh chắc biết rõ. Ở trong đó, vâng, không có loa, không có gì, vâng, không có gì cả, vâng. Nếu cắt bỏ những phần chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi cần phải nói rằng anh Lưu nói trùng khớp quá. Nhìn đi. Nhưng hình ảnh nước mà tôi thấy không phải ở đây. Nếu như anh ta không còn nữa thì là một nơi khác, không phải ở đây. Cái này là ở một phía. Chết là ở phía khác. Vâng, phía đối diện sẽ lớn hơn. Nghĩa là giống tôi nói, không phải ở đây. Vâng, không phải ở đó, mà ở ở phía đối diện. Vâng. Ảnh này dựng điện thoại tự chụp nhé. Chỉ một mình dựng điện thoại chụp. Bất ngờ dính thêm cái này nè anh Lưu. Đây là điều mà anh Lưu cảm nhận được từ việc chỉ đọc mỗi ngày tháng năm sinh của khách mời, mà không thể tin được rằng hình ảnh mà anh Lưu thấy sẽ giống với vị trí mà anh Amnath chết. Vẫn không dám tin. Và sau khi anh Kích kể lại câu chuyện cho anh Lưu nghe, anh Lưu có cảm nhận được nguyên nhân cái chết của anh Amnath hay không? Đừng bỏ lỡ dù chỉ một giây nhé. Theo như tôi biết thì anh ta đi cùng với con. Anh ta có con với vợ hay không? Có. Anh Lưu thấy sao? Anh ta ở cùng với con nhé. Con bao nhiêu tuổi? Con anh ấy chết vào đầu năm. Khoan đã, con anh Amnath chết sao? Vâng. Bị làm sao? Tức là vợ anh ấy có bầu 7 tháng. Là cặp bé gái sinh đôi. Khoan đã. Sinh ra trước 7 tháng. Vâng. Mang bầu 7 tháng rồi sinh non nên chết cặp bé sinh đôi. Vâng. Cả hai đứa là con gái phải không? Vâng. Vậy anh Lưu thấy vong hồn ở cùng với con sao? Ở cùng với con. Khoan đã. Lúc phỏng vấn chưa nói tới việc con anh ấy chết, nhưng anh Lưu lại thấy là đang ở cùng con. Nghĩa là con chết trước hay anh ấy? Con chết trước. Con chết trước. Vâng. Vậy sau khi con mất thì anh ấy có biểu hiện như thế nào? Em có biết không? Anh trai kiểu rất sốc. Mặc dù em cũng chưa bao giờ thấy anh trai khóc, mà bây giờ gọi điện cho em khóc đến mức không ra tiếng, khóc kiểu nấc nghẹn, nói không ra lời.
Tồi tệ, cảm thấy tồi tệ lắm. Phần lớn cá mà anh trai câu được, em có biết là anh ta thường đem làm gì không? Về cá câu được, anh trai mang đi cho bố vợ của anh ấy ăn. Mà phần lớn đo nát hỏi bạn bè rằng cá lóc bông câu được sẽ đem làm gì, bạn bè bảo rằng sẽ phóng sinh hết luôn. Mọi người kêu phóng sinh nhưng anh ấy ăn. Vâng, nhưng anh trai không có ăn. Tức là đưa cho mọi người làm để ăn. Vâng, nên cũng hoang mang. Vì lúc đầu nghĩ chính con cá này làm anh trai chết, giống như cá hà bá đó. Tôi không thấy vong hồn theo anh ấy, nhưng chỉ biết rằng anh ấy có luật nhân quả mà anh ấy đã làm. Đến tận đây, thấy như vậy, ở một mức độ nào đó đã hiểu được tại sao anh ta phải chết trong nước. Nghiệp chính là chuyện này phải không anh Lưu? Nghiệp chính là việc anh ấy giết cá đúng không? Tôi chắc chắn 100%. Vì nếu xảy ra việc chết đuối, không có lý do gì khác ngoài nghiệp nợ đã gây ra. Điều này khẳng định liên quan đến chuyện câu cá. Đôi khi không phải đi câu vì công việc, mà là đi câu vì sở thích. Vâng, là sở thích. Đò nát, em có tin không rằng anh trai mình chết là do nghiệp nợ? Tin ạ. Bởi vì anh trai làm nghề mổ heo. Không chắc là anh trai có tự giết hay không, hay là cho người khác giết, nhưng mà là giết để buôn bán heo. Vậy là vừa buôn bán heo vừa thích đi câu cá. Vâng. Bản thân anh nát tạo nghiệp trước khi chết. Vậy ta là người thân thì có đi xin xá tội thay được hay không? Không cần. Cũng không cần nữa rồi. Vì nếu kết thúc cuộc đời rồi thì có nghĩa là xong rồi. Không cần làm cái gì. Nếu được thì chỉ làm nghi lễ theo tín ngưỡng tôn giáo để mời vong hồn và giúp cho siêu thoát. Chính vì vậy tôi không chắc anh ấy sẽ có ở đây, nhưng tôi thấy anh ấy đang ở cùng con. Theo niềm tin của anh Lưu, anh Am nát chết bởi vì nghiệp từ việc giết động vật, và vong hồn của anh ấy đã ở cùng với con của anh ấy rồi. Về phần vong hồn của người phụ nữ mà có người nhìn thấy, sẽ có liên quan đến câu chuyện này hay không? Cùng nghe từ miệng anh Lưu nhé. Lúc nãy em hỏi thì chúng tôi cũng đã trả lời anh trai của em mất. Anh Lưu đã trả lời là do chuyện nghiệp báo. Còn việc có vong hồn ma nữ xấu xí gì đó đến bắt đi thì không phải đúng không anh Lưu? Đúng vậy, có liên quan không? Liên quan nha, bởi vì điều Lưu từng nói là động vật sinh ra từ người làm việc xấu. Người làm việc xấu sẽ đầu thai làm động vật. Động vật sinh ra để trả nghiệp nợ của nó. Chúng ta lại lấy cuộc sống của nó để chơi. Giả sử nhé, sử dụng từ chơi nghĩa là câu cá không phải vì mục đích khách quan gì đó, mà câu lên chỉ để cho vui. Câu được đem đi phân phát, có nghĩa là đem nó ra mua vui như vậy. Chính vì vậy, những vong hồn này sẽ liên kết nghiệp với những người đã gây ảnh hưởng đến họ, cũng đòi nợ lại cuộc đời giống nhau. Việc cái chết này rõ ràng rồi nhé, đã biết chết vì cái gì. Bây giờ, câu hỏi tiếp theo là hỏi phải ở chỗ đầm hay không. Không ở đầm, ở cùng với con mà không biết là con đã chết rồi. Điều mà thấy ở trong ảnh này là gì anh Lưu? Là vong hồn đến bắt anh ấy đi phải không? Tôi không trả lời được vì khi nhìn vào ảnh này, tôi nghiêng về trường hợp là chuyện nghiệp nợ trước. Tôi vẫn chưa chắc chắn 100% đều mà thấy được trong ảnh này. Chính vì vậy, xin phép không trả lời vấn đề này. Bởi vì bây giờ tôi cũng không thấy vong hồn của phụ nữ hoặc vong hồn sẽ đến đòi nợ. Vậy là rõ ràng rồi nhé. Đã trả lời mọi câu hỏi của em rồi. Ngày hôm nay anh Lưu thấy kiểu như rất là rõ ràng luôn nhé. Anh Lưu này, trong trường hợp mà những người giống như thế này mà săn bắn động vật hay làm việc sát hại sinh linh, anh Lưu có lời khuyên gì không? Người xa xưa họ nói rằng khi làm gì thì chỉ nên lấy đủ ăn. Câu từ lấy đủ ăn nghĩa là gì? Một, nếu ta nhìn nguyên tắc đơn giản, đó là việc giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên để giữ cho nó nguyên vẹn. Nhưng nếu trong luật nhân quả, nếu ta làm chỉ để nuôi sống bản thân, chỉ để ăn trong gia đình, điều đó được xem là chuyện của con người. Nhưng khi nào nó vượt quá giới hạn của con người, trở thành việc làm để mua vui, câu để làm niềm vui, hoặc ăn nó để cho nó chết một cách đau đớn, để cho động vật chết một cách đau đớn chỉ vì sự ngon miệng của ta, điều này được xem là ta đã gây ra sự bất hạnh rồi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, việc họ sẽ đòi nợ lại ta. Vậy em đo nát cảm thấy như thế nào khi anh trai mình chết vì tội ác trong việc giết hại động vật như vậy? Muốn cảnh báo gì đến quý vị khán giả không? Thật ra em không muốn anh ấy làm, cũng nói chuyện với mẹ rồi, là việc anh trai đem cá về nhà chắc chắn là vận hạn.
bởi vì con cá to quá, chưa từng thấy. Giống như anh trai đã nhận được bài học vậy. Tất cả sinh linh sinh ra trên đời này đều phải sinh ra để trả nợ nghiệp. Sự thật là có lẽ không có ai sẵn sàng chịu tội mọi kiếp, chỉ biết mỗi mong muốn có cuộc đời dài lâu. Nên chúng tôi mong câu chuyện ngày hôm nay là bài học cho tất cả mọi người, để ghi nhớ rằng đừng cố gắng hãm hại cuộc sống của những người bạn cùng chung sống trên trái đất này. Đối với việc giết hại động vật hoặc việc duy trì cuộc sống bằng việc nuôi động vật hoặc giết hại động vật để bán, thì Lưu nhận được rất nhiều câu hỏi luôn, rằng nó là tội lỗi đến mức đó thì con người ta phải tồn tại với nhau như thế nào. Thôi thì anh Lưu muốn chúng ta hãy nhìn nhận về nguyên nhân và kết quả thì hơn. Nếu miễn là chúng ta vẫn phải duy trì nghề nghiệp và phải tiêu thụ trong việc này, mà chúng ta không phải linh mục hay người tu hành, thì cứ làm theo hoàn cảnh mà chúng ta nên làm. Chỉ là ta sẽ không lấy cuộc sống của họ đổi lấy sự ngon miệng của ta bằng cách ăn uống để cho họ chết một cách đau đớn. Ví dụ như một số quốc gia bắt khỉ buộc lại rồi đập đầu nó để lấy não tươi ăn sống. Điều này vượt quá giới hạn của con người. Trong những việc nên làm với các bạn sống chung trên thế giới, đây là những gì được gọi là luật nhân quả, và sẽ là một vòng tròn nghiệp báo, sẽ đi rồi truyền lại. Chính vì vậy, ai đang làm nghề buôn bán liên quan đến động vật hay cái gì đi nữa, hãy chăm chỉ làm công đức cho họ. Vì ta có cuộc sống và nuôi sống bản thân được, ta sinh sống dựa trên cuộc đời họ, thì ta hãy đi làm công đức cho họ, chỉ vậy thôi. Sau khi các bạn xem xong video này, có lẽ sẽ có một số bạn sẽ thầm nghĩ và đặt câu hỏi rằng, nó có thật không? Hay đây chỉ là video dàn dựng mà thôi? Nhưng theo tôi vào niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo mà các bạn đang theo, thì các bạn có thể có cái nhìn và phán đoán của riêng mình. Ở đây mình không cổ suý để các bạn mê tín nhé. Những đề tài video mà mình làm này là để cho các bạn có cái nhìn toàn vẹn và sâu sắc hơn về thế giới quyền bí. Vì có những thứ mà đến cả khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa thể chứng minh được theo phương diện khoa học. Trong các video anh Lưu luôn nhắc nhở chúng ta rằng hãy sống có trách nhiệm với bản thân và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Xuyên làm việc thiện để tạo phước. Như vậy bạn sẽ nhận được phúc báo cho dù là ở kiếp này hay kiếp sau. Tránh làm điều xấu hại người, thì chúng ta sẽ tránh được việc tạo nghiệp. Một khi tránh được việc tạo nghiệp thì sẽ không bị oan gia hoặc vướng vào vòng quay nhân quả luân hồi. Các bạn yêu mến anh Lưu và thấy kênh mình hay, ý nghĩa thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ team mình nhé. Đó là động lực để team của mình cố gắng hơn nữa, để tạo ra những video chất lượng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh.